Chào tất cả anh em. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các anh em thì cái bộ phận mà phá tường. Thì đây là máy mình sử dụng trong video hôm nay. Bốn máy mình sử dụng, bốn chai đào từ nhỏ tới lớn. Kích thước từ nhỏ tới lớn. Bây giờ phá tường thì mình chỉ sử dụng mũi chai đào là nhiều. Đây là mũi chai đào nhỏ nhất. Đây là bỏ trong máy nhỏ. Thì đúng ra là video này thì mình cũng ra hồi tuần trước, nhưng mà tuần trước mình rất là mệt, mình mắc bệnh, phải nghỉ một tuần ở nhà nên hôm nay mình mới ra video được cho anh em tham khảo. Anh em cũng thông cảm. Thì đây là cái phôi tường hôm trước mình cắt cưa. Thì trước khi làm thì anh em phải lấy cục phấn, nếu mà có viết lông được thì có viết lông thì mua viết lông, còn nếu không có thì sử dụng phấn cũng được. Vẽ đại khái ra và chia tỷ lệ. Thì lúc nào cũng vậy. Khi mà phá tường đầu tiên thì anh em cứ chia tỷ lệ ra làm hai, sau đấy là anh em bắt đầu phá thô, phá sơ để định hình. Thì bây giờ mình xin phép được quay nhanh. Thì cũng như bình thường anh em cứ vẽ ra hình một người tu luyện, người ngồi thiền tu luyện. Còn anh em cứ phá theo cái tỷ lệ mà mình đã vẽ ra. Trong cái thao tác mà vẽ thì anh em phải làm nhiều lần, tại vì khi mà phá tường thì nó mất đi hết những cái đường tỷ lệ, nó sẽ mất liên tục, nên là anh em phải vẽ lại liên tục. Nên là phải chú ý, cần phải vẽ để cái độ chính xác khi mà mình phá pho tượng nó chuẩn hơn. Nếu mà anh em có vết lông thì anh em vẽ nó sẽ có cái độ chuẩn nó cao hơn. Đây thì mình vẽ bằng phấn nên cái đường nét nó không được rõ lắm, nhưng mà mình làm quen rồi thì nó cũng không có phải là vấn đề lớn. Còn anh em nếu mà được thì mua cái vết lông ấy, cái vết lông nhiều vẽ, vết lông loại lớn hơn một tí. Cái phá phôi tượng ngừ thì anh em phải phá rất là nhiều lần. Phá vô chi tiết thì nó cũng tương đối là khó, nên cứ đi từ từ, anh em cứ đi từ từ. Cái phần nào mà mình quỷ thì mình đi cho nó, mình chừa lại cho nó ra hình ngừ, hình tượng. Đúng ra thì cũng không cần phải suy nghĩ phức tạp. Anh em vẽ đẹp thì khi mà làm thao tác lên cổ thì nó chỉ là ba đơ. Thì bây giờ mình không tập vẽ trên giấy thì mình vẽ trên gỗ. Mình vẽ trên gỗ thì mình phải tập từ từ, thì cũng như anh em tập vẽ trên giấy thôi. Bây giờ mình phải tập từ từ.
mình đi từng chút một, không có cái gì phải nóng vội hết. Anh em nếu mà muốn lấy tỷ lệ nhanh nhất thì đi cái phần mặt, vẽ cái phần đầu của tượng ấy, anh em vẽ thật là chi tiết. Rồi từ cái phần mặt đấy anh em vẽ tỷ lệ đi xuống. Anh em chú ý khi mà phá phôi tượng thì mình cũng phải chú ý là người tu luyện thì ngồi thẳng. Thì đã ngồi thẳng thì anh em chú ý làm sao cho nó thẳng nhé, đừng có bị mãi ra ngoài. Mấy đứa thờ của mình cũng vậy, nó cũng hay bị mắc phải cái chỗ đấy, làm cứ hay bị mãi ra ngoài nhé. Kiểu như là thực tế mình ngồi thiền thì mình ngồi thẳng song lưng đúng không, thì cái bàn tọa của mình nó sẽ là góc vuông, nhưng mà khi mà mình làm trên gỗ thì mình hay có cái xu hướng là làm nó bị chạy ra, làm chạy ra mà làm bị dốc nữa. Nó y như là kiểu như là mình ngồi từ trên mình nhìn xuống ấy, mình làm mình không lấy được cái tỷ lệ, nên khi mà phá anh em phải chú ý về cái phần đấy, là anh em phải nhìn ngang để xem thử cái tượng mình ấy nó có thực tế là đang đứng hay không, với lại là cái đớ dưới ấy, thì nó có vuông góc không, nó có vuông góc hay không. Đừng có đỡ mà khi mà làm xong rồi anh em phá nét ra hết, cuối cùng nhìn lại thì nó lại bị dốc, từ dưới mình nhìn ấy, nó bị mãi lên mà ngừ ấy, thì lại bị đổ ra bên ngoài, thì lúc đấy nó là anh em mà làm biến mà không chỉnh sửa lại nữa thì tượng rất là xấu. Nên mình nhắc cái phần này là anh em cần phải chú ý, khi mà bị là anh em phải sửa lại ngay lập tức, không được đỡ bị mãi, đừng có làm biến, phải chỉnh lại, chỉnh 2-3 lần để cho nó quen. Với cái phần đấy là hay làm biến là bỏ lại, là chừng sau này cái tượng nó bị mãi ra ngoài rất là xấu. Bây giờ là mình phá tỷ lệ khuôn mặt tương đối rõ hơn để mình lấy cái tỷ lệ cái phần cổ với lại cái phần phần vai. Vì khi mà thực tế ấy, dù cho anh em có vẽ rất là kỹ vẽ về tỷ lệ, nhưng mà khi mà máy đi vào thì tất nhiên nó mất hết mấy cái đường vẽ. Nên mà khi mà mình làm bắt đầu mà vô cái tỷ lệ nó tương đối chuẩn hơn ấy, thì anh em vẽ cái phần mặt tượng ấy, cho nó tương đối tỷ lệ, rồi phá cái phần mặt tượng trước, rồi từ cái phần mặt tượng đấy anh em đánh tỷ lệ xuống dưới cổ, xuống hai cái bả vai, thì lúc đấy là tỷ lệ ngừ nó ra tương đối cân xứng ấy, thì từ đấy anh em phá xuống. Đấy là cái cách mình, cái kinh nghiệm mình hay làm. Tại vì mình không phải là tả thực, cái cách làm tượng của người Đông Á mình đa phần hay là về tả ý, nên tả ý thì nó cũng không cần phải tỷ lệ cực chuẩn, nên mình cũng làm đại khái thôi để cho nó nhanh. Tại vì thông thường một cái tượng, ví dụ như một cái tượng mà ngồi thiền, nếu mà làm nhanh ấy, thợ làm nhanh thì họ làm tầm khoảng 3-4 ngày. Còn nếu mà làm tả thực thì xin thưa với anh em, có thể là mất tới vài tháng mới xong. Chính vì cái điều đấy ấy, là mình cũng chú ý về tỷ lệ, nhưng mà cũng không cần phải cực đoan quá, làm sao cho nó hài hòa thì được. Ở đây là mình chú trọng vào cái năng khiếu, ngay từ đầu mình đã nói anh em, nếu mà có năng khiếu mà đủ, năng khiếu tốt thì khi mà làm tượng anh em cứ vẽ tương đối về tỷ lệ, làm sao nó hài hòa là nó đẹp, mắt mũi hài hòa, tay chân dai hay là chiều cao về tỷ lệ nó hài hòa, thì lúc đấy cái tượng nó rất là đẹp. Còn giờ tả ý với tả thực nó như thế nào, thì khi nào mà gọt vô phần chi tiết mà tương đối xong tượng thì mình sẽ lúc đấy sẽ chia sẻ với anh em tại sao lại gọi là tả ý, tại sao lại gọi là tả thực. Còn hiện giờ thì chúng ta đang phá phôi tượng. Như đầu video mình đã chia sẻ với anh em là mình ra video hồi tuần trước, nhưng mà do mình bị mệt, mình phải
gặp đại nạn, phải ở nhà dưỡng dưỡng thương tới một tuần. Rồi mình ra video chậm, không có kịp đỡ cho anh em học hỏi. Thì nên hôm nay cái video này thì mình cũng làm vội. Mình làm vội cái đấy là mình quay hồi từ tuần trước à. Bây giờ mới đăng lên để anh em tham khảo. Hôm nay mình nghỉ một tuần nên công việc của mình nó rất là nhiều. Nên là mình đang dồn vô để mình làm cái công việc mà nó tồn đọng trong tuần trước. Nên đây là có thể là trong tuần này mình sẽ không ra kịp video để video hướng dẫn đục tượng cho anh em tham khảo, nhưng mà mình sẽ ra một vài video để hướng dẫn cái kinh nghiệm trong cái cách phá phôi tượng để anh em có thêm một số những cái kiến thức bổ trợ cho anh em trong cái quá trình mà anh em phá phôi tượng tại nhà. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em. Chúc anh em thành công.